Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Tính Ẩm Thực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món chân gà ngâm sả tắc. Ở đây mình có nửa ký chân gà này các bạn, 200g cóc, một trái cam, 150g tắc, 50g hành tím, 30g tỏi, 1g ớt, một trái ớt hừng, 40g gừng. Này mình có vài cái lá chanh hay các bạn, 4 cây sả và gia vị đi kèm, dùng nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong đó các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Cái phần chân gà này nè các bạn, mình đã rửa sạch rồi, mình mua về mình rửa bóp muối rồi mình rửa giấm nha các bạn. Là mình đã rửa sạch rồi, lúc này mình chặt ra để mình luộc chân gà. Phần chân gà của mình đã cắt xong rồi đó các bạn. Lúc này á thì mình cũng sắc sả với gừng thôi luôn ha. Cái phần sả thì mình sắc, mình lấy cái lá trên đây nè các bạn, cái phần cứng trên đây nè để mình luộc gà ha. Còn cái phần cọng dưới thì mình để mình ngâm. Còn cái gừng này thì mình cũng sắc ra, mình cũng đập dập luôn nha các bạn. Mình cũng đập vài củ hành tím luôn các bạn đó. Mình bắt nồi nước lên mình luộc chân gà nha các bạn. Cái nồi nước của mình đó các bạn, mình bắt lên mình luộc chân gà thì mình cho vào nửa muỗng ăn canh muối. Nửa muỗng ăn canh bột ngọt. Nửa muỗng ăn canh đường. Mình cho cái phần đường bột ngọt muối vô trong cái nồi nước của mình đó các bạn, luộc cái chân gà thì cho nó ngọt ha. Ở đây mình cũng chuẩn bị tô nước đá này các bạn, thì mình cũng cho nước vào ha. Khi hồi chân gà của mình á, mình luộc xong nó chín rồi mình cho vào tô nước đá để cho nó đừng có bị đen thì nó giòn nữa nha các bạn. Mình nặn vô trong cái tô nước đá mình một trái tắc nha các bạn. Chân gà mình đã cũng nấu được 15 phút rồi đó các bạn, cũng đã chín rồi. Lúc này mình vớt ra tô ha. Mình vớt cho trong tô nước đá mình có nặn tắc trong đây nè. Này mình cũng bắt chảo lên mình nấu cái phần nước đặng mình ngâm chân gà nha các bạn. Mình cho vào hai chén nước nha. Mình nấu cái phần nước của mình á, cho nó sôi lên, cho phần đường với muối của mình, nước mắm mình nè, cho nó hòa đều với nhau thì mình tắt lửa nha. Trong lúc mình đợi cái nồi nước của mình á các bạn, nó sôi lên á thì mình sẽ xắt cốc ha. Cốc này mình mua cốc non đó các bạn, nên mình xắt ra làm ba gì nè.
Làm hai thì nó dày lắm, nó lâu thấm lắm các bạn, nên mình sắp làm ba nó mỏng đi cho nó mau thấm. Nước mắm đường muối của mình đã sôi lên nữa là mình nêm lại coi có vị ngọt không ha. Cái này nó chưa có được ngọt các bạn, lúc này mình cho thêm 2 muỗng ăn canh đường nữa. Mình thì mình thích ăn hơi ngọt. Lúc này mình cũng tắt lửa luôn nha các bạn, nó sôi rồi. Nó còn nóng gì là đường mình sẽ để cho nhiều nó sẽ tan ra. Cái phần chân gà của mình ngâm cũng được 10 phút rồi nè các bạn, lúc này mình vớt mình để cho ráo nước ha. Mình đổ ra gỗ cho nó ráo nước. Các bạn không mua cốc được thì các bạn có khế ha, mình cũng để vô cũng ngon lắm đó các bạn. Các bạn ơi, xem video của mình á, thấy hay các bạn like và chia sẻ cho bạn bè mình còn biết. Nhớ bấm nút đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Kênh của mình là Tính Ẩm Thực đó các bạn. Các bạn bấm nút đăng ký á, có cái chuông kế bên các bạn bấm vô. Khi mình đăng những video mới nhất thì các bạn nó sẽ nhảy lên máy các bạn nha. Các bạn xem ủng hộ mình nha. Cái phần gừng này mình cũng sắc mỏng luôn nha các bạn. Tiếp tục mình cũng sắc xả luôn. Cái phần xả này thì mình sắc hơi xéo nha các bạn. Tiếp theo mình cũng sắc tắc nha các bạn. Tắc này thì mình sắc làm hai ha. Mình chừa lại hai trái này với phần cam này nè các bạn. Khi hồi mình dắp ra mình lấy nước á, mình nặn vô trong cái nồi nước ngâm của mình ha. Lúc tiếp theo mình cũng sắc tỏi luôn. Phần tỏi với ớt hành tím này nè các bạn, thì mình ăn theo khẩu vị gia đình mình. Gia đình mình thích cái nào nhiều thì mình sắc cái đó nhiều ha. Nhưng gia đình các bạn ăn ít thì mình để ít thôi. Cái phần lá chanh này nè các bạn, thì mình sắc nhuyễn thiệt nhuyễn ha. Các bạn để lá chanh này mình để ít thôi, để nhiều quá nó cũng đắng nữa nha các bạn. Các bạn để cái phần nước của mình á, mình nấu mình để cho nó nguội đi, mình hãy bỏ vào các bạn, để trong lúc nước nóng nó cũng sẽ dễ bị đắng lắm. Này tiếp theo mình cũng sắc ớt luôn nha các bạn. Mình sắc ba trái ớt à, còn phần ớt còn lại thì mình đập dập nha các bạn. Mình đập dập để nguyên trái nha. Sừng trâu này mình cũng sắc xéo luôn nha các bạn. Tiếp theo thì cái phần cam với phần tắc này thì mình sẽ lấy nước nha các bạn, mình dắt lấy nước. Mình bỏ vô trong cái nồi nước mắm đường của mình á, đặng mình cho nó có vị chua, nó thơm, nó ngon nha. Các bạn ngâm chân gà xả tắc này nè, thì các bạn có trái cam vô thì nó thơm ngon lắm đó các bạn. Lúc này cái phần nước của mình cũng đã nguội rồi nè các bạn, mình cho cái nước cam với tắc của mình cho vào trong cái nồi cái chảo này luôn ha. Lúc này mình cho cốc vào nha các bạn, cho cốc vào thau mình ngâm luôn. Cái phần nước của mình đã nguội rồi, cốc, xả, tắc, gừng, hành tím, lá chanh, ớt, tỏi, hành mình cho vào hết luôn. Lúc này mình cũng cho chân gà vào luôn nha các bạn. Lúc này mà cái nồi nước của mình còn nguội rồi nè, đó là mình đổ vô luôn ha. Lúc này phần chân gà của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Mình lấy bọc thực phẩm mình chùm lại, mình bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh. Sau 4 tiếng là mình ăn được nha các bạn.
chân gà ngâm sả tắc của mình đã được 4 tiếng rồi nè các bạn. Lúc này mình lấy ra nha các bạn, dở ra nha. Ồ, lúc này thơm ngon lắm đó các bạn ơi. Các bạn ơi, cùng làm cho gia đình mình ăn đi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, like và chia sẻ, nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Kênh của mình là Tính Ẩm Thực đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nha. Bye bye.